Xin mình kính chào khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 5 tháng 4 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Nước ngầm ở quận Cam bị ô nhiễm vì hoạt động kỹ nghệ. Các hãng thời trang bị Trung Quốc ép đưa bản đồ đường lưỡi bò trên Biển Đông. Đức chế hoàng Francis kêu gọi nước giàu giúp vaccine cho nước nghèo. Nguy cơ sụp đổ hồ chứa nước thải, hàng trăm người dân Florida buộc phải chi tản ở Sài Gòn, công ty làm dịch vụ định cư Canada bị tố lừa đảo triệu đô. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, thì hơn 70% nước dùng tại quận Cam được lấy từ các mạch nước ngầm dưới lòng đất như hoạt động kỹ nghệ kéo dài nhiều thập niên qua đã làm ô nhiễm các mạch ngầm ở nhiều nơi, theo nhật báo Los Angeles Times vào hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 4. Sở Thủy cục quận Cam đang thực hiện ba chương trình lớn nhằm làm sạch những mạch ngầm dưới các thành phố như Anaheim, Santa Ana, Fullerton, Tustin, Garden Grove, Orange, Villa Park, Jobalinda, Irvine và Valencia thưa quý vị sự ô nhiễm bắt nguồn từ việc không làm đúng việc xả các chất thải của các hoạt động kỹ nghệ khiến cho các chất hóa học thấm vào lòng đất và bất kỳ khu vực nào của hoạt động kỹ nghệ mạnh đặc biệt liên quan đến các lĩnh vực như tiện chế biến kim loại và phục vụ kỹ thuật quân sự đều sử dụng các chất hóa học trong sản xuất và thời gian trước đây chưa có đủ những quy định xả thải chặt chẽ vị giáo sư nói thêm, rất không may là các kỹ nghệ mang yếu tố lịch sử đó đã làm ô nhiễm nguồn nước từ các thời trước kéo dài tới tận hôm nay. Sở Thủy cục Oxy có nhiệm vụ xác định mức độ ô nhiễm và chế hạn mức độ lây lan trước khi phải đóng thêm nhiều chiến nước nữa. Việc tìm giải pháp chặn đứng việc ô nhiễm càng lúc càng đòi hỏi hành động mau chóng trước khi các chất hóa học độc hại thấm sâu vào mạch nước ngầm ở tầng chính thấp nhất vì nước uống được lấy trực tiếp từ các chiến sâu tận nguồn này và chế chức kinh doanh quốc tế gồm cả các hãng thời trang bị Trung Quốc ép đưa bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc có vạch ra trên Biển Đông. Một số báo tại Việt Nam vào hôm 4 tháng 4 cho hay những công ty kinh doanh thời trang dày dép nổi tiếng trên thế giới bị nhà cầm quyền của Bắc Kinh ép sử dụng bản đồ của Trung Quốc với Biển Đông, có các vạch chủ quyền ngang ngược bất hợp pháp nối lại giống hình đường lưỡi bò. Những công ty quốc tế kinh doanh tại Trung Quốc hiện cũng có những chi nhánh tại Việt Nam như Uniqlo, Mercedes, Chanel, Gucci, Adidas, Louis Vuitton, vân vân. Thấy báo chí tại Việt Nam nêu tên khi tìm kiếm vị trí cửa hàng các thương hiệu này trên trang web, bản đồ sẽ hiển thị cả đường lưỡi bò phi pháp mà Trung Quốc tự vẽ ra. Hôm thứ Bảy, báo chí tại Việt Nam đã đưa công ty thời trang H&M gốc Thụy Điển có chi nhánh tại Hà Nội và Sài Gòn đang bị chế tiêu thụ địa phương kêu gọi tẩy chay. Họ phản ứng khi có thông tin nói là hãng này đang hình bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc chiếm gần hết Biển Đông, nuốt luôn cả các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Báo Wall Street Journal đưa tin mới đây nhà cầm quyền thành phố Thượng Hải ở Trung Quốc cho biết, người dùng Internet phản ảnh một bộ phận quản lý trang web của H&M về tấm bản đồ Trung Quốc có vấn đề và Cục Tài nguyên Thượng Hải đã yêu cầu H&M chỉnh sửa và hãng đồng ý chỉnh ngay lập tức. Truyền thông Trung Quốc không có cho biết là bản đồ có vấn đề thực sự là gì. Tuy nhiên, hãng thông tấn AP vào hôm 2 tháng 4 nói công ty H&M bị áp lực của người tiêu thụ và nhà cầm quyền của Trung Quốc nên sửa thêm máy vạch lưỡi bò vào phần Biển Đông. Trước tin tức như thế, thì giới tiêu thụ tại Việt Nam đã phẫn nộ. Theo báo Zing, trên trang fanpage H&M Việt Nam, hàng loạt người tiêu dùng trong nước đã kêu gọi tẩy chay sau khi thông tin hãng H&M thay đổi bản đồ online theo yêu cầu của Trung Quốc. Các bài đăng tải nhận được hàng chục ngàn lượt theo dõi, bình luận bày tỏ sự phẫn nộ, phản đối và đòi tẩy chay H&M tại Việt Nam và liên quan đến phần tin ở tại Âu Châu, thì Đức chế Hoàng Francis khẩn cầu các quốc gia giàu mong chóng giúp cho các nước nghèo có vaccine trong bài giảng nhân dịp lễ phục sinh vào ngày hôm qua tại Vatican. Đặc biệt Đức Giáo Hoàng lên án những hành động đối đầu quân sự và tăng cường kho vũ khí diễn ra giữa bối cảnh đại dịch toàn cầu, liên tục trong 2 năm bài giảng là OBISOB OB, nhưng dịp lễ phục sinh được Đức giáo hoàng nói lên bên trong nhà thờ Thánh Peter thay vì ở quảng trường bên ngoài trước hàng trăm ngàn tín đồ về hành hương trong dịp này. Năm nay bên ngoài quảng trường chỉ thư thớt người và những cảnh sát cùng nhân viên canh gác mùa lễ phục sinh lại rơi đúng vào ngày chính của chính phủ Ý ra lệnh 3 ngày đóng cửa cách ly chống dịch. Trong bài giảng thì Đức Giáo hoàng cầu nguyện Thiên Chúa an ủi những người ngã bệnh, những người mất thân nhân và những người thất nghiệp lẫn người túng thiếu vì nền kinh tế chao đảo do dịch bệnh. Ngài cũng kêu gọi các chính phủ làm hết sức để chu cấp những nhu cầu sống còn căn bản cho dân chúng đức cháu hoàng ca ngợi với y khoa không quản mình chữa trị cho bệnh nhân và kêu gọi mọi người tỏ lòng thông cảm cho giới trẻ không thể đến trường học trong suốt hơn một năm qua và trở lại phần tin ở Hoa Kỳ, thì chính quyền tiểu bang Florida cho biết vào ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 4, một hồ chứa ở Florida chứa gần 400 triệu gallon nước thải từ một mỏ là phosphate cũ đã bị rò rỉ khiến hàng trăm người phải di tản. Theo thông tin từ New York Times, thì thống đốc Ron DeSantis, người đã ban hành lệnh ban hành tình trạng khẩn cấp cho biết sự việc là một nguy cơ sắp xảy ra và gây ra cái mối nguy hiểm đáng kể đối với sức khỏe và sự an toàn, phúc lợi và môi trường của con người một vụ rò rỉ ban đầu trong hồ chứa rộng 79 mẫu anh này đã được báo cáo vào ngày 26 tháng 3 nhưng tình hình xấu đi trong những ngày gần đây, một đợt tràn đột ngột có thể gây ngập lụt các ngôi nhà trong khu vực và làm đổ đống là phosphor gypsum, một chất thải trong quá trình khai thác phosphate. Theo cơ quan bảo vệ môi trường liên bang thì phosphor Gimsum chứa số lượng đáng kể các chất phóng xạ chẳng hạn như uranium và radium. Các viên chức cho biết là nước bị rò rỉ với tốc độ từ 2 đến 3 triệu gallon mỗi ngày. Và cơ quan bảo vệ môi trường Florida cho biết vào ngày 26 tháng 3 có 480 triệu gallon nước trong hồ chứa, vào sáng thứ Bảy có 390 triệu gallon còn lại. Các công nhân đã cố gắng giải quyết bằng cách là gia củng cố hồ chứa nhưng rất tiếc là không thành công. Theo lệnh khẩn cấp của tiểu bang, nước đã được bơm với tốc độ là 22.000 gallon một phút vào vịnh Tampa Bay trong nỗ lực giảm bớt áp lực lên các bức tường của hồ chứa. Sở An toàn Công cộng quận Manatee cho biết một lệnh di tản bắt buộc đã được ban hành cho 316 ngôi nhà và ít nhất là 40 người đã nộp đơn hơn 1 triệu Mỹ Kim cho công ty Universal Network Connection, viết tắt là UNC, đặt văn phòng tại quận nhất để làm thủ tục định cư ở Canada, nhưng giờ mất liên lạc với ông Wo Kyung Su, giám đốc doanh nghiệp này. Truyền thông từ Việt Nam vào hôm 4 tháng 4 cho hay, các khách hàng này đã ký hợp đồng cho chương trình định cư Canada theo chuyện tay nghề AIPP. Đây là chương trình thí điểm được Bộ Di trú Canada cho ra mắt À, nhằm tạo điều kiện cho công dân quốc tế đặc biệt là những người à, lao động có tay nghề nhận cơ hội định cư tại canada cùng với gia đình trên trang web và trang facebook unc cho biết họ đặt văn phòng tại sài gòn hà nội cùng bốn nơi khác trên toàn cầu tr chuyên tiến hành tư vấn di trú canada úc mỹ và âu châu công ty này tự nhận đã thực hiện thành công các hồ sơ định cư với kinh nghiệm xử lý hàng ngàn ca khó theo báo điện tử VN Express, khi ký hợp đồng dịch vụ, mỗi khách hàng phải trả phí là từ 1 đến 2 tỷ đồng, trả làm 3 đợt tùy theo tiến độ hồ sơ nhưng không quá 24 tháng. Ảnh chụp hồ sơ của một khách hàng cho thấy người này bị tính phí dịch vụ là 64.500 Mỹ Kim. Tổng số tiền mà 40 người đã nộp là 29.3 tỷ đồng à, và 175.000 Mỹ Kim. Hợp đồng MC có trách nhiệm tìm kiếm nhà tuyển dụng lao động tại Canada trong 6 tháng kể từ ngày ký, nếu không công ty cam kết hoàn trả phí đã thu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.